Crystal Insight xin kính chào tất cả anh em ha. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2022. Thì trong ngày hôm qua đó chính là ngày 1 tháng 3 thì Bitcoin vừa có một cú fly ha, tương đối ấn tượng với cái tỷ lệ phần trăm bay lên của Bitcoin ở mức là 16.67% ha. Thì đây là một tín hiệu đầu tiên để mà báo cho một cái chu kỳ bullish mới của Bitcoin. Nhưng liệu đây có phải là một cú fake cao hay không và đưa chúng ta vào một cái chu kỳ distribution mới, đó là chu kỳ phân phát mới. Đó là chu kỳ giới đầu tư rất là ngại, bởi vì khi mà cái chu kỳ distribution đó, nó phân phát á thì sẽ là một cái chu kỳ giảm giá rất là mạnh ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích ha. Bây giờ mình sẽ có hai kịch bản để cho anh em cùng xem xét ha. Đó chính là kịch bản tăng giá của Bitcoin và kịch bản giảm giá của Bitcoin. Để mà biết được cái điều này á, thì anh em chúng ta hãy cùng xét đến cái khung ngày của Bitcoin ha. Đây, và bây giờ chúng ta đã chuyển qua khung ngày ha. Thì như cái đầu tiên đó, chúng ta hãy bàn đến và cái kịch bản tươi sáng cho Bitcoin đi. Đó là kịch bản là một chu kỳ bullish mới dành cho Bitcoin. Thì như cái video lần trước á, mình cũng có nói cho các bạn là Bitcoin tại khung ngày đang tạo lên cái mẫu hình, đó chính là mẫu hình hai đáy ha. Đây, để mình vẽ cho mấy bạn xem. Ở đây chúng ta có một đáy ha. Bitcoin đang tạo nên cái mẫu hình hai đáy ha. Rồi, thì như cái video lần trước thì mình cũng đã dự đoán á, thì khi mà Bitcoin tại khung ngày đang dần tạo hình thành lên cái mẫu hình hai đáy, thì cái gọi là gì ạ? Cái resistance, cái mức kháng cự ở đây của Bitcoin là ở mức 44 cho tới 45.000 ở khúc này ha. Thì khi á, mà hôm qua giá Bitcoin tăng lên tầm cái giá là 44 cho tới 45.000 thì có một mức kháng cự rất là mạnh ở đây, do đó đường giá của Bitcoin đã có dấu hiệu rút râu xuống ha. Tại cái mẫu hình hai đáy này thì chúng ta có hai cái support ở đây tạo thành cái mẫu hình hai đáy, và nếu như giá Bitcoin trong vài ngày tới vượt qua được cái neckline này ha là ở mức giá từ 44 cho tới 45.000, vượt qua được hai cái khung giá này thì chúng ta sẽ đối diện với một cái bullish mới của Bitcoin tại khung ngày, là khung dài hạn nha mọi người ha. Và nếu như bỏ qua cái mẫu hình double bottom này đi, cái mẫu hình là mẫu hình hai đáy ha, thì chúng ta hãy cùng xem xét đến cái mẫu hình là gì ạ. Mẫu hình đó chính là 1-2-3 reversal button ha, mẫu hình 1-2-3 reversal. Thì cái mẫu hình này thì nó nói lên cái điều gì? Thì đây chính là cái mẫu hình 1-2-3 reversal ha. Để mình có thể vẽ cho anh em xem, chúng ta có một đường trên line giảm giá rất là sâu ở đây ha, là đường màu đỏ nè. Sau đó có một cái là gọi gì ạ, wave line rally, có nghĩa là một cái fake cao giả. Sau đó sẽ tiếp tục là một đường giảm giá xuống tại đây ha. Và sau đó bùm, đấy, mấy anh em thấy mô hình hiện tại so với cái mô hình 1-2-3 reversal không ạ? Chúng ta có mức kháng cự ở đây ha, và đồng thời chúng ta lại có tiếp tục là cái mức kháng cự là ở đây. Ê, cái mức support ở đây ha, và mức kháng cự là nằm ở hai khu vực này ha. Ở đây thì tại mô hình 1-2-3 reversal này á, thì chúng ta cũng giống như cái mô hình mà double bottom thôi ha, là chúng ta có một cái neckline là cái mức kháng cự á, cái mức giá là 44 cho tới 45.000, và nếu như á, cái đường giá của Bitcoin vượt qua cái khu vực kháng cự này ha tại khung ngày nha anh em, thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái bullish mới dành cho Bitcoin ha. Đây, một cái bullish mới dành cho Bitcoin nếu như giá Bitcoin vượt qua cái mốc 44 cho tới 45.000 ha. Và đó chính là cái viễn cảnh là gì ạ? Viễn cảnh bullish của Bitcoin. Thì như đầu video mình đã nói á, chúng ta có hai kịch bản, đó chính là kịch bản bullish dành cho Bitcoin và một kịch bản, đó chính là kịch bản bearish dành cho Bitcoin. Và để chứng minh cho được cái bearish của Bitcoin thì chúng ta hãy nhìn vào cái biểu đồ tiếp theo sẽ được mình trình bày sau đây. Nhưng mà trước tiên á, mình xin trình bày cái biểu đồ tiếp theo để chứng minh là một cái chu kỳ bearish mới, là một chu kỳ giảm giá của Bitcoin, thì mình rất mong các bạn có thể đăng ký tài khoản trên sàn Binance Hội Bi hoặc là MC tại cái đường link để ở phần mô tả video này, để ủng hộ mình tạo thêm cái động lực để mình tạo thêm nhiều video mới dành cho các bạn xem ha. Và bây giờ là cái mô hình trong khung ngày ở khung dài hơn, thì chúng ta hãy nhìn vào cái chu kỳ accumulation, có nghĩa là tích lũy của Bitcoin, cũng như là
chu kỳ reaccumulation, có nghĩa là chu kỳ tiếp tục tích lũy của Bitcoin. Và tiếp theo cái quan trọng nhất đó chính là distribution, là quá trình phân phối của Bitcoin, là chu kỳ giảm giá bắt đầu. Thì nó đang tương đồng với cái mô hình accumulation and distribution, trông như cái hình màu trắng ở đây mình trong quá khứ ha. Thì đầu tiên vào tháng 5 2021 thì đã diễn ra một chu kỳ giảm giá, là một chu kỳ accumulation, tích lũy của Bitcoin ha. Sau đó thì đến tầm tới khoảng là tháng 9 tháng 10 thì tiếp tục là một chu kỳ tích lũy mới, là reaccumulation. Tiếp theo đó là vào cái gọi là all-time high, là cao nhất của Bitcoin, thì đã có một quá trình, đó chính là distribution, có nghĩa là quá trình phân phát, và từ đó giá Bitcoin bắt đầu giảm xuống. Và cho tới hiện tại, mấy bạn hãy xem vào cái sự tương đồng của hai cái mô hình này đi ha. Ở đây chúng ta có accumulation ha, thì ở đây chúng ta cũng có accumulation, và sau đó là reaccumulation, ở đây cũng có như vậy. Và pullback có nghĩa là kích giá lên. Sau đó chính là cái quá trình quan trọng nhất, đó chính là quá trình distribution, là quá trình phân phối và giảm giá của Bitcoin. Và cho tới hiện tại, đó chính là đường màu đỏ ở đây ha. Nó có tương đồng với cái mô hình ở đây. Rồi, cũng như phần video trước mình đã nói, thì có hai trường hợp: nếu như giá Bitcoin vượt qua vùng kháng cự Bit Resistance ở đây là 44 cho tới 45.000, vượt qua vùng giá này thì chúng ta sẽ đối diện với một bullish mới cho Bitcoin. Và thật là không may, cái mô hình này đang có sự tương đồng, do đó cái khả năng mà sự tương đồng này sẽ tiếp tục đi theo nữa, đó chính là đường giá không thể vượt qua cái khu vực 44 cho tới 45.000 đô la và bắt đầu giảm xuống cái khu vực này ha. Sau đó sẽ có một nhịp tăng lên nhẹ, replace rally, và sau đó sẽ tiếp tục một chu kỳ tích lũy ở khu vực này trước khi cho một cái gì bullish mới ha. Thì đây là cái mô hình thể hiện một cái bearish hoàn toàn trái ngược lại với cái bullish mà mình đã trình bày ở phần trước video. Mấy anh em có thể cân nhắc ở khu vực này. Trên đây là tất cả những gì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn. Nếu như các bạn thấy video hay, có thể cho mình một like. Và đối với những bạn lần đầu xem kênh của mình, có thể đăng ký kênh để có thể mà nhận được thêm thông báo mới khi mà mình đăng video mới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.